Lũ quét tại Điện Biên, huy động lực lượng tìm kiếm người mất tích. Những hình ảnh ấm tình người trong mưa lũ ở Sơn La. Hai hồ thủy điện lớn nhất miền Bắc, đồng loạt xả lũ. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 25 tháng 7, có mặt tại hiện trường vụ lũ quét xảy ra tại địa bàn xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Thượng tá Thiều Xuân Vương, trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh cho biết Công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích đang gặp rất nhiều khó khăn do hàng nghìn mét khối đất đá, bùn đất, cây cối từ đỉnh đồi trôi xuống. Xác định chưa tìm được người mất tích thì công tác tìm kiếm vẫn phải tiếp tục. Nên dù gặp nhiều khó khăn, bất lợi, lực lượng chức năng vẫn nỗ lực tìm kiếm nạn nhân, nhanh chóng khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Tại hiện trường, lượng đất đá quá lớn, tràn xuống đã vùi lấp hàng trăm mét quốc lộ 12, đoạn qua xã Mường Bồn, khiến giao thông bị tê liệt. Hiện tuyến quốc lộ 12 nối hai tỉnh Điện Biên và Lai Châu vẫn tắc nghẽn, dự kiến ít nhất phải mất từ 2 đến 3 ngày nữa nếu thời tiết thuận lợi mới có thể thông tuyến. Ngoài ra, khung cảnh tan hoang nơi cơn lũ đi qua, những gương mặt người dân vẫn chưa hết bàng hoàng sau một đêm chạy lũ. Hàng chục hecta ruộng vườn của người dân bị tàn phá nặng nề, đường xá bị chia cắt nhiều đoạn, trên đồi nhiều vị trí sạt trượt, có nguy cơ tiếp tục sạt trượt cao. Ông Ngô Xuân Trinh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện Điện Biên cho biết, hiện các lực lượng chức năng đang chia làm hai mũi. Mũi thứ nhất, tổ chức tìm kiếm những người hiện còn đang mất tích. Mũi thứ hai, tổ chức di rời tài sản của những hộ gia đình có khả năng bị sạt lở tiếp theo nếu như tiếp tục có mưa lớn xảy ra. Đồng thời, tổ chức thăm hỏi, động viên, giúp đỡ cùng gia đình lo hậu sự cho những người đã mất. Mưa lũ ở Sơn La những ngày qua gây nhiều thiệt hại về người và tài sản, cảnh tượng còn sót sau trận lũ là những ngôi nhà đổ nát, hầu hết tài sản bị dòng nước cuốn trôi và vùi lấp. Nhưng trong cơn hoạn nạn, nhiều hành động giúp đỡ, sẻ chia của người dân làm tình người thêm ấm áp. Mới đây nhất là hình ảnh đại úy Lò Văn Chiến, phó trưởng công an xã Mường Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La cùng đồng đội cứu 5 người dân mắc kẹt trong mưa lũ hôm 24 tháng 7. Tiếp đó là công ty cổ phần môi trường và dịch vụ đô thị Sơn La huy động 100% lực lượng gia quân, dọn vệ sinh, xử lý rác thải, thu gom cây cối ngã đổ trên các tuyến đường, khắc phục hậu quả ô nhiễm môi trường do mưa, lũ gây ra. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Mai Sơn, Sơn La cũng hỗ trợ nhân dân vệ sinh nhà cửa sau khi nước rút. Đại tá Bùi Văn Sơn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La cho biết, ngay khi tiếp cận hiện trường, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Sơn La đã nhanh chóng tỏa đi các hướng, các mũi, khẩn trương hỗ trợ người dân vùng lũ di rời tài sản đến nơi an toàn lực lượng công an điều tiết giao thông trên các tuyến trục chính, bảo đảm giao thông không bị ngừng trệ. Hiện hàng trăm cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang tỉnh Sơn La vẫn đang tìm cách tiếp cận bản bị cô lập để tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ di chuyển người dân đến nơi an toàn. Trước đó, trong hai ngày 23-24 tháng 7, trên địa bàn tỉnh Sơn La có mưa lớn kèm gió mạnh gây ngập úng nhiều nơi, làm gãy đổ cây cối, ảnh hưởng sản xuất nông nghiệp, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông. Tại thành phố Sơn La, mưa to liên tục khiến nước rút không kịp đã tràn vào nhà dân, nhiều ngôi nhà bị ngập sâu trong biển nước, ảnh hưởng đến sinh hoạt và làm hư hỏng đồ đạc. Theo công điện 5290 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lúc 12 giờ ngày 24 tháng 7, mực nước thượng lưu hồ Sơn La ở cao trình 199,34 m, lưu lượng đến hồ 5565 m khối 1 giây, lưu lượng xả 2987 m khối 1 giây mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 104,79 m, lưu lượng đến hồ 5.448 m3 khối một giây, lưu lượng xả 6.978 m3 một giây. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã lệnh cho giám đốc công ty thủy điện Sơn La mở một cửa xả đáy hồ thủy điện Sơn La vào hồi 18 giờ hôm 24 tháng 7. Đồng thời, Bộ trưởng cũng lệnh cho Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở tiếp cửa xả đáy thứ tư Hồ Thủy điện Hòa Bình vào 23 giờ hôm 24 tháng 7. Hai đơn vị được yêu cầu tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa kịp thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn qua Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai và các cơ quan liên quan theo quy định. Hôm 24 tháng 6, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã lệnh giám đốc công ty thủy điện Hòa Bình mở một cửa xả đáy hồ Hòa Bình. Đến hôm 16 tháng 7, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lệnh giám đốc công ty thủy điện Hòa Bình mở tiếp một cửa xả đáy tối hôm 23 tháng 7 thủy điện Hòa Bình mở cửa xả đáy thứ ba một tháng qua các tỉnh ở thượng lưu hồ Hòa Bình Sơn La như Lai Châu Sơn La Hà Giang liên tục mưa lớn lượng mưa ở các địa phương này tăng đột biến vào hôm 23 tháng 7 do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 2 tại Sơn La lũ đổ về trong đêm qua khiến nhiều khu vực ngập đến hơn 1,5m nước trên đường chảy cuồn cuộn xe cộ không thể di chuyển, lực lượng chức năng phải dùng dây hỗ trợ người dân đi bộ qua đường. Đặc biệt, rất nhiều khu dân cư, hộ gia đình bị ngập sâu, thiệt hại nặng nề về tài sản. Liên quan đến vụ việc một căn biệt thự tiền tỷ ở huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội đổ sập sau cơn mưa lớn. Anh Đinh Công Thắng, 31 tuổi, ở tại thôn Đồng Vỡ, xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai, chủ nhân căn biệt thự cho biết, đến bây giờ bản thân vẫn chưa hết hoảng hốt chủ căn biệt thự bị sập cho biết Hôm 23 tháng 7, trời mưa cả ngày Các chị của anh và các cháu đã về nhà mẹ chơi Ăn cơm tối và ngủ lại với gia đình Anh Thắng kể Lúc ấy khoảng 4 giờ Chị gái thứ ba thức giấc gọi tôi và mẹ Mấy mẹ con ra đầu nhà kiểm tra Thì thấy gạch ở bờ kè rơi xuống Căn nhà sau đó rung lắc Tôi vội chạy vào gọi cả nhà thức dậy Rồi tất cả chạy ra ngoài dưới trời mưa tầm tã Di tản sang nhà họ hàng cách đó khoảng 1 km sau khoảng 15 phút, một tiếng động lớn phát ra giữa không gian tối mù mịt đã phá vỡ không gian tĩnh mịch của vùng quê hẻo lánh. Cả gia tài tiền tỷ của anh Thắng chỉ còn đống đổ nát. Xót xa trước cảnh mất trắng căn nhà giá trị, những người trong gia đình của anh chỉ biết khóc giữa trời mưa tầm tã. Dù xót xa trước căn biệt thự bị đổ sập, nhưng anh Thắng vẫn tự trấn an tinh thần bản thân và mọi người trong gia đình khi nói rằng căn biệt thự giá trị lớn nhưng có thể làm lại và khẳng định Gia đình anh quá may mắn vì nếu chị gái anh không khó ngủ thức dậy gọi, có lẽ tất cả những người có ở nhà ngày hôm ấy đã bị vùi lấp. Được biết, căn biệt thự được anh thắng xây tháng 5 năm 2021 với phần lưng dựa vào vách đồi, chi phí 3 tỷ đồng. Sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo ủy ban nhân dân xã Phú Mãn đã cử lực lượng xuống hiện trường tiến hành khắc phục hậu quả. Về nguyên nhân khiến căn biệt thự đổ sập, trao đổi với báo giao thông, ông Đinh Ngọc Sơn Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội cho biết, do mưa lớn kéo dài nhiều ngày, khiến đất đá ở trên núi sạt lở xuống, tạo áp lực vào ngôi nhà, từ đó dẫn đến sự cố. Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại phòng chứa đồ dùng phục vụ học bán chú của học sinh, giáo viên trường mầm non Thắng Lợi, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi. Thời điểm xảy ra cháy, có 71 trẻ đang học ở các lớp nhà trẻ mẫu giáo. Ngay khi phát hiện, các giáo viên đã nhanh chóng di chuyển trẻ em ra ngoài an toàn và cùng người dân ở khu vực lân cận dùng hàng chục bình cứu hỏa để khống chế đám cháy. Tuy nhiên, do có nhiều chất dễ cháy như chăn, gối, tủ, giường ngủ, đồ dùng học tập. Vì vậy, đám cháy lan nhanh sang phòng chứa đồ lớp bên cạnh và lan vào một phần của hai phòng học chính. Ngay khi nhận được tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 2 Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Thái Nguyên đã huy động xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Khoảng 12 phút sau, đám cháy được khống chế và dập tắt. Rất may, đang trong dịp nghỉ hè, vì vậy chỉ có một số học sinh học hè dưới tầng 1. Các trẻ được di chuyển nhanh chóng ra ngoài, không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, vụ cháy đã làm hư hỏng hai bộ điều hòa, hai tivi, 70 giường, thảm và nhiều đồ dùng tài liệu, tủ đựng đồ của học sinh, ước tính giá trị khoảng 30 triệu đồng. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân và xử lý vụ việc. Ngành chức năng tỉnh Bình Phước đang khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân hàng chục công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Pinjuan Việt Nam thuộc khu công nghiệp Nam Đồng Phú, huyện Đồng Phú, nhập viện cấp cứu sau khi ăn cơm trưa 23 tháng 7. Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Phú, Trung tâm Y tế huyện tiếp nhận tình trạng cấp cứu 63 ca, Hiện tại tình trạng của người bệnh đã ổn định, đang theo dõi và điều trị tại Trung tâm Y tế huyện 48 ca. Các ca nhẹ đã ổn cho về theo dõi 15 ca. Theo chị Lê Thị Trúc Ly, công nhân của công ty đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đồng Phú, bữa ăn trưa gồm cơm với thịt kho đậu hũ, sườn kho dứa, canh rau do đơn vị bên ngoài công ty cung cấp. Cơm có mùi hôi nhớt. Sau khi ăn cơm với thịt kho đậu hũ khoảng 20 phút, chị Ly có biểu hiện đau bụng, buồn nôn. Sau đó chị Ly có dấu hiệu tê môi, miệng, lưỡi, mặt. Anh Phạm Văn Thái, công nhân của công ty cũng có biểu hiện tương tự sau khoảng 30 phút ăn cơm với sườn kho dứa. Tương tự, chị Ngô Thị Kim Dung cho biết trong lúc ăn, chị thấy phần cơm có mùi. Ngay sau đó có hỏi mọi người có thấy mùi gì không, mọi người nói có. Thế nhưng mấy chị em bảo nhau thôi nuốt đại luôn đi. Khoảng 15 phút sau thì chị cảm thấy đau đầu, chóng mặt, mệt, buồn nôn, tê bụng miệng và tay. Còn bệnh nhân Rư Châm De Ju, công nhân bộ phận sỏ dây vào túi cho biết, trong lúc ăn, thấy phần cơm có màu xanh, mùi hôi. Do ngồi chung, đông người quá nên nuốt đại luôn. Khoảng 15 phút sau thì cảm thấy đau đầu, chóng mặt, mệt, buồn nôn, tê bụng, miệng và tay liên quan đến vụ ba người tử vong bất thường trong căn nhà bốc cháy ở Tây Ninh, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết ba người tử vong là bà Phạm Thị Thu Tê, 44 tuổi, ấp Trường An, xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành. Ông Nguyễn Thành Đê, 46 tuổi, ngụ ấp Cẩm Thắng, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu. Và bà Nguyễn Thị L, 55 tuổi, ngụ ấp Trường An, xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành trong căn nhà có nhiều mẫu nhựa và có mùi xăng. Ngoài ra, hiện trường ghi nhận một phòng ngủ, cổng, cửa ra vào bằng sắt đều bị khóa từ bên trong, đồ đạc cháy rụi. Qua khám nghiệm tử thi, công an xác định bà T và bà L thiệt mạng do chấn thương sọ não, ông D tử vong do bị bảo. Công an xác định đây là vụ giết người do mâu thuẫn tình cảm. Ông D có tình cảm với cả bà C và bà L, ông D đã dùng vật tay tác động vào đầu khiến bà L và bà T thiệt mạng, sau đó mua xăng về đổ lên người châm lửa. Theo kế hoạch, phiên tòa xét xử cựu chủ tịch tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết và đồng phạm sẽ bước sang phần tranh luận, đại diện viện kiểm sát luận tội các bị cáo. Tuy nhiên, phiên tòa đã lùi nội dung này sang ngày 26 tháng 7. Tại tòa ngày hôm nay 25 tháng 7, bị cáo Trịnh Văn Quyết đã làm việc với luật sư vì mong muốn xin được dùng tài sản để khắc phục hậu quả vụ án. Bị cáo đã bán hãng hàng không Bamboo thu được 200 tỷ đồng, đã nộp số tiền này vào tài khoản của cơ quan điều tra để khắc phục. Theo trình bày của bị cáo Trịnh Văn Quyết, tiền bán hãng hàng không còn 500 tỷ đồng chưa được thanh toán và bên mua cam kết chuyển về tài khoản của cơ quan điều tra để bị cáo tiếp tục khắc phục hậu quả. Ngoài ra, bị cáo Trịnh Văn Quyết cho biết rằng từ trong trại tạm giam, bị cáo luôn nỗ lực đau đáu về việc khắc phục hậu quả. Qua đó, nhiều lần bị cáo thông qua luật sư, những người thuộc tập đoàn để nhờ tìm cách khắc phục. Cựu chủ tịch FLC cam kết nếu khối tài khoản khoảng 4.800 đến 5.000 tỷ đồng đang bị cơ quan điều tra phong tỏa được tạo điều kiện, bị cáo sẽ bán toàn bộ để đền bù. Tiếp đó, cựu chủ tịch FLC cho biết bị cáo đang nắm giữ hơn 30% cổ phần tập đoàn FLC và nhiều lần đã đề nghị được bán để khắc phục hậu quả. Tuy nhiên đến nay, số cổ phần trên vẫn đóng băng. Bị cáo Trịnh Văn Quyết tự định giá tài sản tại FLC. Hơn 30% cổ phần này rất lớn vì FLC sở hữu nhiều tài sản trị giá hàng chục nghìn tỷ đồng với 5.000 đến 6.000 phòng khách sạn 5 sao. Tính vào, FLC có tài sản lên tới hàng tỷ đô la Mỹ. Với số tài sản hiện có và cộng thêm số tiền mà bên mua hãng hàng không Bamboo chưa trả, bị cáo quyết ước tính toàn bộ tài sản đó đủ để khắc phục hậu quả của vụ án. Bị cáo quyết mong hội đồng xét xử tạo điều kiện để bị cáo có thể bán tài sản nhằm đền bù thiệt hại trong vụ án, bao gồm cả cổ phần của bị cáo tại FLC. Trong hai ngày 22 và 23 tháng 7, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã xét xử sơ thẩm vụ án tham ô tài sản, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Theo cáo trạng, năm 2016, Lâm Thị Hồng Tâm, 51 tuổi, chú quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, thủ quỹ trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, quen biết với Phạm Thị Huỳnh Như, 37 tuổi, nhân viên làm móng và spa. Năm 2018, do nợ nần, không có khả năng trả, Như trốn vào thành phố Hồ Chí Minh. Biết Tâm là thủ quỹ của trường, Như lên kế hoạch lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng cách rủ góp vốn kinh doanh đầu tư chứng khoán. Sau khi nhận được tiền, như thông báo tiệm neo, spa đóng cửa, sàn chứng khoán bị sập nên không trả nợ. Năm 2019, như nhờ Nguyễn Khánh Dương, 27 tuổi, quê Quảng Nam, chú quận Cẩm lệ, thành phố Đà Nẵng, đóng giả người tên Hùng, rồi giới thiệu với Tâm là em họ đang sinh sống kinh doanh gỗ ở lào, rủ Tâm làm ăn. Sau đó, như tạo tài khoản Zalo mang tên Hùng, nhắn tin kết bạn với Tâm với chiêu bài kinh doanh gỗ rừng ở Lào, nộp phí để lấy tiền chúng đánh bạc ở Malaysia. Như nhiều lần trao đổi qua tài khoản Zalo giả này để vay mượn, dụ dỗ Tâm chuyển tiền. Để có tiền chuyển cho Như, mạo danh tên Hùng, Tâm dùng thủ đoạn gian dối rút tiền của Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Cụ thể, Tâm được Hoàng Quang Huy, 35 tuổi, trưởng phòng kế hoạch tài chính, kế toán trưởng Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, giúp đỡ rút tiền. Tâm dùng quyển xét ngân hàng, thiếu các nội dung, ghi thông tin và đưa Huy ký xác nhận. Rồi trình cho hiệu trưởng đoàn Quang Vinh, 62 tuổi, chú quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, ký duyệt. Vinh biết quyền xét không ghi rõ số tiền nhưng vẫn ký, tạo điều kiện cho tâm điền số tiền cần rút. Đến ngày mùng 3 tháng 2 năm 2023, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng kiểm tra và phát hiện có sai phạm về tài chính. Cơ quan Cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng vào cuộc và lần lượt bắt giam Tâm, Huy, Vinh, Như, Dương Kết quả điều tra xác định, từ ngày 15 tháng 7 năm 2020 đến ngày 10 tháng 2 năm 2023, Tâm và Huy chiếm đoạt hơn 186 tỷ đồng của Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Để che giấu, Tâm và Huy hợp thức hồ sơ, sổ sách, chứng từ kế toán. Bị cáo đoàn Quang Vinh có hành vi ký xét chi không ghi số tiền cụ thể, không kiểm tra kế toán trong nội bộ đơn vị, ký hợp thức các biên bản kiểm tra quỹ hàng tháng của trường. Sự buông lòng quản lý tài sản nhà trường của Vinh đã giúp tâm vào huy chiếm đoạt tiền gây thất thoát tổng cộng hơn 179 tỷ đồng. Cơ quan công an cũng xác định được sự giúp sức của Nguyễn Khánh Dương, Phạm Thị Huỳnh như lừa đảo, chiếm đoạt của tâm hơn 203 tỷ đồng. Bị cáo Đoàn Quang Vinh đã khắc phục số tiền hơn 9 tỷ đồng. Huy và Tâm tác động gia đình bồi thường khắc phục 70 triệu đồng. Trong đó, Huy 20 triệu đồng, Tâm 50 triệu đồng. Sau 2 ngày xét xử, chiều hôm 23 tháng 7 Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Lâm Thị Hồng Tâm mức án tử hình, Hoàng Quang Huy mức án trung thân về tội tham mô tài sản. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đoàn Quang Vinh 4 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Bị cáo Phạm Thị Huỳnh Như bị tuyên án trung thân và Nguyễn Khánh Dương mức án 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.